Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả mọi người cách để lắp ráp một cây máy tính hoàn chỉnh với tất cả những cái linh kiện mà mình mua ở trên mạng. Tức là cách này nó sẽ tối ưu được cái chi phí dành cho các bạn nào mà muốn tiết kiệm. Thì cái cây này mình sẽ build với ngân sách là khoảng hơn 7 triệu. Thì tất cả những cái món này mình đã tham khảo giá, đã chọn những cái linh kiện rẻ nhất tại thời điểm này để mình mua và để mình lắp ráp. Có thể cái mức giá này nó sẽ cao đối với thời điểm năm ngoái chẳng hạn. Thực tế ví dụ một cái món linh kiện nó thay đổi giá rất nhanh, đó là cái card màn hình. Cái card màn hình mình mua cách đây khoảng 1 năm, card Asus RX 550 mình mua 2.090.000 và hiện tại có nơi đang bán với giá là 4.500.000. Các bạn có thể thấy mức tăng kinh khủng. Tuy nhiên hôm nay mình sẽ mục đích chính của mình là hướng dẫn các bạn build một cái cây hoàn chỉnh, và nếu các bạn tự build được ấy thì chắc chắn là các bạn sẽ tự nhặt các linh kiện ở trên mạng về và sẽ tối ưu được cái giá thành. Đó là cái điều tốt nhất. Ok, mời các bạn theo dõi. Giờ sẽ lắp ống nguồn trước nha các bạn. À, lắp nguồn chưa? Chúng ta sẽ lắp ổ cứng tiếp theo. Ổ cứng thì lắp ở đây. À, mình sẽ phải bỏ cái dây cuộn dây ra trước này. Cuộn dây này nhìn rất là rối, tuy nhiên thì nó mỗi một cái sợi dây nó đều có một nhiệm vụ riêng, cho nên là rất là dễ dàng rồi, không có gì là khó khăn cả. Ta sẽ có một ốc này, hai ốc đi, lắp từ ổ cứng này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ lắp đến con chip, lắp con chip vào main các bạn nhé. Đây, con chip vào main thì rất là đơn giản thôi. Hãy gỡ gắn cái này xuống. Ở đây nó có hai cái điểm này, điểm khắc này, hai cái khắc ở đây này. Thì các bạn lựa đúng vào cái khắc ở đây, ở dưới main. Ok, xê dịch chút rồi. Ok, khi các bạn ấn vào, khi bạn lắp vào thì nó cái này, cái nhựa này nó sẽ bật ra này. Đấy, cái quạt cái bản thân cái quạt quạt chip này nó đã có keo rồi các bạn nhé. Đấy. Thế thôi, ấn nhẹ tay. Đấy. Đấy. Ok. Các bạn sẽ ướm để xem là cái ốc của nó như thế nào các bạn nhé. Ướm. Đang thường cái ốc này ra đây đúng không? Cái ốc này không đúng ở đây đúng không? Chúng ta sẽ bỏ ra. Ok, sau khi cố định main vào cây thì chúng ta sẽ tiến hành lắp RAM và card màn hình. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lắp cái dây USB. Đây là cái sợi như thế này, sợi có chân màu xanh là dây USB các bạn nhé. Ok. Từ đây một. Chúng ta
sẽ thử cái đường dây này. Cái dây có chữ SATA này thì chúng ta sẽ cắm vào ổ cứng này. Sẽ cần một cái cáp SATA các bạn nhé. Cáp này sẽ nó đi qua đây. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có những cái dây này. Đây này, dây USB và dây audio nhé. Còn mấy dây này là dây LED và dây nguồn và khởi động. Cái này là dây đèn LED này. Này, các bạn sẽ cần nối nó vào với nhau. Đây, các bạn sẽ nối nó vào với nhau, nhé. Đây, PCIe là dành cho cái chữ PCIe này là để cắm các bạn sử dụng cái cạc mà có dùng nguồn phụ ấy, thì các bạn sẽ cắm cái đầu PCIe vào cái cạc màn hình đấy. Còn cạc màn hình của mình đang dùng là cạc màn hình không dùng đến nguồn phụ nên là mình sẽ không cần cái dây này các bạn nhé. Cái dây này cắt đi cho nó gọn vào đấy, không cần dùng đấy. Cáp SATA, tiếp một cái cáp SATA này là tức là dành cho ổ cứng. Thì ở đây là sẽ cái vị trí này gắn SSD nhé. Đấy. Thì mình chưa có ổ SSD thì cái đấy sẽ tính sau. À, cái này là dây gắm vào dây nguồn cấp cho main này các bạn nhé, dây nguồn cấp cho main nhé. Dây nguồn cấp cho main các bạn sẽ đi xuống dưới này, để chạy lên trên. Mình sẽ cắm dây nguồn cấp cho main sau đi để cho nó lên trên. Tiếp tục đây là cái nguồn cấp điện cho LED, quạt cho cái quạt LED nhé. Quạt LED là ở đây, ba cái trước này. Chúng ta sẽ nối nó lại với nhau và dùng một nguồn cấp duy nhất. Đấy. Chúng ta sẽ cần một cái nguồn cấp cho nó. Đây. Đó, nhìn này. Đó. Đó. Các bạn sẽ cần phải đi cái dây này lên trên. Ok, vậy là chúng ta đã cho tất cả những cái đầu dây này ra, cần cắm trên main thì nó ra đây rồi. Và cái này cần phải cắm vào đây các bạn nhé. Cái này là nguồn điện cấp cho main này. Cắm vào đây. Các bạn hãy cắm đúng rồi. Một cái là nguồn cho chip và một cái là nguồn cho main nhé các bạn nhé. Đây là dây USB này. USB này. Đó, chúng ta sẽ cắm vào đây. Đúng chiều nhé. Ok. Chúng ta sẽ cắm đến dây audio này. Audio thì các bạn sẽ nhìn trên main, nó có cái vị trí này. Đây. Audio của nó sẽ khuyết một chân ở đây. Thì chúng ta sẽ tìm nó sẽ khuyết một chân ở gần cuối này. Đấy. Nó có 8 chân đúng không? Nó sẽ khuyết một chân ở cạnh chân số 8, được khuyết chân số 7 chúng ta sẽ tìm trên main này.
Đấy. Đây các bạn nhé. Đây này. Đây là USB này. USB thì nó các bạn để như này, đúng không? Để như này thì nó sẽ khuyết ở chân số 1 hoặc chân số 8, đúng không? Chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây có chữ USB. Ở trên bên có chữ USB và nó sẽ khuyết ở chân số 1 hoặc chân số 8. Chúng ta cứ quy định nó là như vậy, chúng ta sẽ nhìn trên chữ 8. Chúng ta sẽ thấy là có chữ USB đây. Chúng ta sẽ cắm vào. Bốn cái dây này thì đây. Các bạn có thể thấy ở đây. Ở góc mên này, ở góc cái mên này. Góc cái mên nhá. Nó có dòng các dòng chữ nhỏ nhỏ là HDD này, Power này, LED này, Reset này. Đấy, nó sẽ tương ứng với những cái giắc cắm này. Đấy. Trên chúng ta sẽ có Power LED ở hàng trên này, hàng trên sẽ có Power LED này. Power LED, chúng ta sẽ có Power LED thì dương. Đây. Power LED thì là sẽ dương được cắm bên ngoài nhé các bạn nhé. Cực dương này, cắm bên ngoài. Đấy, cực âm. Cắm bên trong. Tiếp theo chúng ta sẽ có cái dưới là HDD LED. HDD LED đây. Đây. HDD LED nha, chúng ta sẽ cắm ở dưới. Bên dưới luôn. Đấy. Các bạn thấy này đây. Mình sẽ bật đèn lên cho các bạn xem. Đây nhá. Ở trong góc này nó sẽ có chữ nhỏ nhỏ rất là nhỏ, có các giắc cắm này, power này, power led này, cực dương bên ngoài, cực dương bên trong, tức là cực dương bên trái, cực âm bên phải, dưới là HDD led này. Đấy, tiếp theo là nó sẽ có power ở trên và reset ở dưới, thì chúng ta sẽ gắn cái power trước. Power này và reset này. Ok. SSD thì các bạn dùng nó sẽ là nơi để khởi động máy, tức là sẽ làm ổ C các bạn nhé, ổ khởi động. Còn lưu trữ dữ liệu thì các bạn sẽ dùng ổ HDD thì nó vừa hợp lý vừa tiết kiệm. Đấy. Còn bạn nào có điều kiện thì dùng toàn bộ SSD thì cũng chả sao cả. Tuy nhiên là nó sẽ ổ SSD thì dung lượng cao sẽ hơn rất là đắt. Đấy. Cho nên là khi các bạn dùng ổ SSD và ổ C ấy, thì nó khởi động nó sẽ dễ dàng hơn, nhanh hơn. Còn ổ lưu trữ dữ liệu thì các bạn dùng HDD. Đấy, ok. Với các bạn đã xong rồi. Cái chip này sẽ chỉ sử dụng cạc rời, các bạn lưu ý nhé. Cái chip mà có đuôi F thì nó sẽ chỉ dùng được khi các bạn lắp cạc rời. Thì mình dùng cái cạc rời nó gọi là ở mức phổ thông, gọi là rẻ thôi. Nó cái cạc rời này hiện tại mình mua nó khoảng 1,2 triệu thôi. Cái cạc này nó là GT7102G. Đấy. Các bạn có điều kiện thì có thể nâng cấp sau. Thì một cái cây này thì rất là dùng rất là ok rồi, rất là nhanh. Nguồn thì mình chỉ dùng nguồn 350 thôi. Đấy. Khi mà mua thêm cái ổ SSD nữa thì nó sẽ có giá vào khoảng hơn 7 triệu một chút. Đấy. Như vậy là các bạn có thể có một cái chiếc cây mới hoàn toàn và dùng rất là tốt. Có thể dùng tất cả các linh kiện này được bảo hành, được người bán bảo hành 3 năm. Đấy, các bạn hoàn toàn yên tâm sử dụng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé.